ดีดีchào mọi người thầy tốt lên quân hàm rồi hôm nay thầy lên quân hàm trước đầu Viettel Nit Vina giờ này thì đầu Viettel combo Viettel luôn combo Viettel đây à? Hồi trước còn đầu Viettel Nit Vina này lên lên chiếc cười cười được lâu xin được con mua cái áo không phải cho nó hỏi đi ra hỏi anh Đức rồi xin anh mới cái áo mà anh lâu không phải cho anh Đức thằng Nguyễn bảo phải cho đấy hôm nay có bộ combo ngon được 10 cái ship như này là không có mấy đi sớm